Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Vừa qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã khôi phục cảnh báo màu xanh ra trời khi cơn bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn gió giật trên biển. Vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương, vị trí tâm bão được xác định nằm ở các khu vực duyên hải phía đông bắc thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, với sức gió mạnh tới 26m. Trước đó, bão số 5 đã đổ bộ khu vực ven biển thành phố Văn Xương rạng sáng hôm thứ Năm hôm qua. Theo dự báo của NMC, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 14 km/h và sẽ đổ bộ vào bán đảo Lusail, tỉnh Quảng Đông vào trưa cùng ngày. Tiếp đó vào tỉnh Quảng Tây và khu vực phía Bắc của Việt Nam vào chiều tối thứ Sáu. Cơ quan này dự báo các khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam và Quảng Tây của Trung Quốc cũng như eo biển Quỳnh Châu sẽ có gió mạnh từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Sáu. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng khuyến cáo các chính quyền địa phương có biện pháp phòng tránh thiên tai và các tàu thuyền tại các vùng bị ảnh hưởng trở về bờ. Theo giới chức địa phương, tỉnh Hải Nam đã hứng chịu mưa lớn từ đêm hôm thứ Tư, với lượng mưa tối đa đo được 376,1mm trong vòng 24 giờ ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh này. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Gió mạnh và mưa lớn đã khiến giao thông địa phương bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu đã phải hủy 50 chuyến bay, trong khi sân bay ở thành phố Tà Bá cũng phải hủy 6 chuyến bay trong ngày thứ Năm. Tất cả các dịch vụ bến phà tại eo biển Quỳnh Châu và các dịch vụ đường sắt siêu tốc trong khu vực cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, hơn 100 tuyến xe buýt ở Hải Khẩu cũng dừng hoạt động vào lúc 10 giờ sáng. Thưa quý vị, dòng chảy vụn có thể coi là một loại lũ quét đặc biệt, khác với lũ thông thường là hàm lượng trầm tích và đá mà nó mang theo vượt quá 15%, cao nhất có thể lên tới 80%, nên tỷ trọng của nó rất lớn. Trọng lượng riêng của nước là 1, trong khi trọng lượng riêng của lở đất là trên 1,3 và cao nhất có thể đạt tới 2,3. Do trọng lượng riêng lớn và sức nổi lớn, nó có thể mang theo những tảng đá nặng hàng trăm tấn, thậm chí hàng nghìn tấn, nên có sức công phá rất lớn, có thể phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường tiến về phía trước. Sự hình thành của lở đất trước tiên phải có nền tảng vật chất là một lượng lớn đất đá rời tích tụ. Thứ hai, nó phải có địa hình dốc để có thể di chuyển xuống dưới bằng trọng lực. Thứ ba, nó phải được trộn với nước để tạo ra đá và đất tích tụ trở thành những con rồng hung dữ và khuấy động. Vì vậy, lượng mưa lớn thường trở thành ngòi nổ gây ra lở đất. Các khu vực núi cao và hẻm núi ở phía Tây Trung Quốc luôn dễ bị dòng mảnh vụn do môi trường địa chất và địa lý của chúng. Các khu vực miền núi như núi Long Môn ở phía Tây Tứ Xuyên đã bị trận động đất ở Vấn Xuyên hôm vừa qua tàn phá nghiêm trọng, và một lượng lớn đất đá lỏng lẻo tích tụ được hình thành do sụp đổ và sạt lở đất. Do đó, vào mùa mưa sau trận động đất ở Vấn Xuyên, thảm họa dòng mảnh vỡ quy mô lớn đã xảy ra nhiều lần. Vào tuần trước, hơn 1.000 người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ lở đất ở sông Tây Hà và Đông Hà ở Tây Sương, Tứ Xuyên. Sông Tây Hà và sông Đông Hà nằm ở rìa thành phố Tây Sương và là phụ lưu của sông An Ninh. Trong lịch sử đã từng xảy ra nhiều vụ lở đất. Vào thứ Năm tuần trước, một trận lở đất lớn xảy ra đồng thời ở sông Tây và sông Đông, phá hủy 5 con phố, phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, phá hủy khoảng 2.000 hecta đất màu mỡ và khiến hơn 1.000 người thương vong. Theo báo cáo của chính quyền, cho đến rạng sáng có gió, mưa, sấm sét, đến nửa đêm, lở đất ập xuống, cuốn trôi hàng chục nghìn ha đất màu mỡ và những con phố có hàng nghìn người qua lại. Sau thảm họa, tỉnh trưởng và các quan chức địa phương khác đã đi qua bùn để kiểm tra tình hình thiên tai và quyên góp tiền lương của các quan chức để xử lý hài cốt của những người đã khuất. Dưới sự thúc giục của chính phủ, những người thu gom xác chết đã đến và đi và tập trung hài cốt của các nạn nhân ở bãi đất trống trước là sân vận động. Những bộ hài cốt phủ đầy bùn và than trên khắp mặt đất. Những người sống sót là cha và con trai, hoặc con gái và mẹ, hoặc trẻ nhỏ hoặc người già bị chia cắt. Thành phố Võ Đô, nơi đã tạo tiền lệ cho việc ngăn chặn và kiểm soát dòng chảy mảnh vụn trên thế giới, cũng không ngoại lệ. Trước đó, hơn 400 người chết trong trận lở đất sông Bắc Ngư ở Võ Đô, Cam Túc. Sông Bắc Ngư nằm ở phía đông bắc của huyện Võ Đô, chảy vào sông Bạch Thủy ở phía tây thành phố Võ Đô, là một rãnh dòng chảy mảnh vụn rất nguy hiểm. Trong lịch sử thường xuyên xảy ra thiên tai, từ thời nhà Tống đã có ghi chép về việc đắp đê bảo vệ mương sông, nhưng lở đất vẫn nhiều lần phá vỡ đê, vào thành gây ra tai họa. Vào thời Bắc Tống, để giảm nguy cơ sạt lở đất, dự án chuyển hướng dòng chảy đã được xây dựng, giúp chuyển hướng thành công các vụ lở đất và bảo vệ thành phố cổ Khiết Châu nay là Võ Đô khỏi nguy cơ sạt lở đất trong hàng trăm năm, tạo ra một tiền lệ cho các dự án phòng chống sạt lở đất trên thế giới. Tuy nhiên, với sự thay đổi của các triều đại và thời gian trôi qua, những công trình này đã bị hư hỏng trong một thời gian dài và lở đất lại hoành hành. Tháng trước, một trận lở đất lớn xảy ra ở sông Bạch Thủy, khiến hơn 400 người bị cuốn trôi và chôn vùi, gây ra thảm họa lớn. Do ảnh hưởng lâu dài của lở đất, có 3 câu nói được lưu truyền ở thành phố Võ Đô: núi cao hơn mây, nước cao hơn thành phố và người cao hơn vật chôn giấu.
Các sông băng tan chảy ở các vùng núi cao và hẻm núi phía đông nam Tây Tạng kết hợp với dòng mảnh vụn khổng lồ do mưa lớn gây ra cũng đã khiến cho các trận lở đất xảy ra ở đây. Cuối tháng 4 vừa qua, hơn 140 người chết trong trận lở đất ở Cố Tương Câu, huyện Bố Mỹ. Tây Tạng Cố Tương Câu ở huyện Bố Mỹ nằm ở sườn phía đông nam của núi Tang Ha và có nhiều sông băng ở đầu nguồn của thung lũng. Năm ngoái, trận động đất 8,6 độ ở Gia Du đã gây ra một trận tuyết lở. Băng tuyết tan ở khu vực nguồn Cố Tương Câu với quy mô chưa từng có trên con kênh rộng hơn 40 mét. Vào tháng 4 vừa qua, sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng do mưa lớn và nhiệt độ cao liên tục cũng đã khiến dòng mảnh vụn Cố Tương Câu bùng phát trên diện rộng. Đất nông nghiệp, làng mạc và đền thờ xung quanh cổ hương bị phá hủy và hơn 140 người thiệt mạng. Những tảng đá có đường kính từ 10 đến 20 mét trôi nổi trong dòng bùn như một con tàu và một lượng lớn trầm tích đổ vào bát Long Ba, chặn dòng sông và tạo thành hồ cổ hương. Và đây chỉ là khúc dạo đầu cho hiệu suất lâu dài của trận lở đất ở Cổ Hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, các vụ lở đất ở khu vực nguồn của Cố Tương Câu thường xuyên bùng phát. Đã có hơn 600 lần sạt lở đất từ Cố Tương Câu và số lượng tối đa là 85 lần một năm. Giao thông thường xuyên bị gián đoạn. Khoảng 100 triệu mét khối chất rắn đã bị dòng mảnh vụn di chuyển ra khỏi Cố Tương Câu, tạo thành một khối tích tụ hình quạt khổng lồ ở cửa Cố Tương Câu. Lở đất ở Cổ Hương đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tuyến tứ xuyên Tây Tạng. Kính thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, mực nước sông Liễu Giang ở khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây đang dâng cao do mưa lớn liên tục, lũ lụt hơn 30 năm mới có một lần. Hầu hết quận Dung Thủy bị ngập lụt, Cục Thủy văn của khu tự trị dự đoán rằng trạm Liễu Châu của sông Liễu Giang sẽ có mực nước đỉnh lũ vào lúc 23 giờ ngày thứ Tư, cao hơn 7 mét so với mực nước cảnh báo và khoảng hơn 30 năm mới xuất hiện một lần. Theo phân tích của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, trạm Liễu Châu của sông Liễu Giang có thể có mực nước đỉnh lũ là 91,9 mét. Đây là trận lũ lớn thứ 3 trong lịch sử kể từ khi có dữ liệu đo đạc thực tế. Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán của quận tự trị Liễu Châu Dung Thủy Miêu cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng hôm thứ Tư, mực nước cao 114,3 mét đã xuất hiện tại trạm Dung Thủy ở Rong Giang, cao hơn 7,7 mét so với mực nước cảnh báo, mức cao nhất mực nước trong hơn 20 năm. Tất cả 20 ngôi làng và thị trấn ở quận Dung Thủy đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tại các quận lỵ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hầu hết các quận phía Nam và trung tâm của quận đều bị ngập lụt. Một phần phía Bắc của quận bị ngập lụt, giao thông trên các đường phố chính trong quận bị gián đoạn, hầu hết các cửa hàng đều bị ngâm nước, bè tre, thuyền gỗ là phương tiện di chuyển chủ yếu. Dân số bị ảnh hưởng trong quận là 150.000 người, 1.100 hộ gia đình và 4.950 ngôi nhà bị hư hại do thiên tai và cơ sở hạ tầng như giao thông và thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng. Sau thảm họa, quận Dung Thủy đã đưa ra nhiều kế hoạch khác nhau để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vào ngày hôm thứ Hai, và công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vẫn đang diễn ra sôi nổi. Theo Cục Khí tượng của khu tự trị, vào hôm thứ Tư, Hà Trì, Hà Châu, Lai Bình, Ngô Châu, Ngọc Lâm, Quý Cảng, Nam Ninh, Khâm Châu, Phòng Thành Cảng, Bắc Hải và các thành phố khác, cũng như Quế Lâm và Liễu Châu, những ngày nhiều mây có mưa lớn, một số khu vực có mưa to cục bộ đến mưa rất to, kèm theo sấm, sét, dông ngắn và gió giật mạnh cùng các dạng thời tiết đối lưu mạnh. Tính đến 10 giờ 50 phút ngày thứ Tư, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Tây đã lên tới 5 thành phố và 28 huyện, với số dân bị ảnh hưởng là 1,4506 triệu người. Vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Tư, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3 lên cấp độ 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai diễn ra thuận lợi. Hôm thứ Tư, tại huyện Lạc Thành, Quảng Tây, cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đã sử dụng cơ thể của họ làm biển báo chỉ đường để giúp các phương tiện đi qua vượt qua con đường ngập nước. Quý vị thân mến, Tân Hoa xã đã tổng hợp và cho biết, miền Trung và miền Tây Trung Quốc mấy ngày liên tiếp hứng chịu mưa lớn, trong đó Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Ủy ban giảm thiểu và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp 4, đồng thời cử các nhóm công tác đến vùng thiên tai tương ứng. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống lũ lụt tại các địa phương trên hết sức gay gắt, bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam và sự di chuyển về phía Nam của vành đai mưa phía trước mé ở lưu vực sông Dương Tử. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở Quảng Tây trong những ngày qua, với mưa lớn và mưa bão cực lớn ở một số khu vực. Mưa lớn khiến nhiều con sông ở Quảng Tây vượt mực nước cảnh báo. Đến 17 giờ ngày thứ Ba, tại trạm Quế Lâm xuất hiện đỉnh lũ khoảng 148,55 m, cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 2,85 m. Mực nước sông Lệ Giang cũng tiếp tục dâng cao. Bắt đầu từ ngày thứ Ba, toàn bộ sông Lệ Giang đã bị đóng để điều hướng. Vào chiều ngày thứ Ba, Bộ Dân Chính đã cấp phát khẩn cấp 2.000 liều cứu trợ thiên tai cho Quảng Tây. Mưa lớn cũng đã xảy ra ở một số khu vực của Giang Tây và Hồ Nam. Mưa lớn cũng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đập hồ chứa nước Kama ở Lạc Thành, Quảng Tây và 15.011 người ở hạ lưu hồ chứa nước Kama đã được di chuyển an toàn. Hiện tình trạng thân đập gặp nguy hiểm đã giảm bớt,
Trong tình trạng thiếu nước, lương thực và điện, chính quyền địa phương đã phát động cuộc giải cứu. Ủy ban quận và chính quyền quận của quận tự trị Dung Thủy Miêu ở Quảng Tây, tính đến 12 giờ trưa thứ Tư, hơn 300 học sinh nội trú tại trường trung học cơ sở thị trấn He Mu ở quận này đã bị lũ lụt bao vây và rơi vào tình trạng thiếu nước, lương thực, mất điện. Chỉ huy cứu trợ lũ lụt quận Dung Thủy và quận Đông Lĩnh nói với các phóng viên rằng, hầu hết các con đường trong các ngôi làng và thị trấn nơi có gia đình của các học sinh bị mắc kẹt đều bị ngập và các em không thể về nhà. Hiện tại, lương thực và nước khoáng cần thiết cho việc cứu hộ đã được chuẩn bị ở thị trấn Vĩnh Lạc tiếp giáp với thị trấn He Mu và những chiếc thuyền để vận chuyển vật phẩm cứu trợ thiên tai cũng đã được chuẩn bị. Nhu cầu thiết yếu hàng ngày đến trường trung học cơ sở ở thị trấn He Mu bằng thuyền. Hiện tại sự an toàn của những học sinh này đã được đảm bảo và hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đập Tam Hiệp đã trở thành chủ đề hot nhất trên cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài. Mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị vỡ không phải là mới. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, con đập chịu trách nhiệm chính trong việc trữ lượng nước lũ khổng lồ của sông Dương Tử. Các chuyên gia thiết kế quân sự của Trung Quốc đã ngồi lại với nhau và bàn về khả năng một ngày đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công và gây ra vỡ đập. Trong video này, chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh của đập Tam Hiệp khủng khiếp đến đâu, cũng như nếu vỡ đập thì thảm họa kinh hoàng nào sẽ xảy ra nhé. Theo SCMP, vào năm 2004, Lầu Năm Góc đã từng gợi ý rằng nếu chiến tranh xảy ra thì Đài Loan có thể nhắm tới các mục tiêu quan trọng ở đại lục như đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, Đài Loan bác bỏ ý tưởng này của Mỹ. Đầu năm 2018, Su Ji-yun, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng chỉ cần hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế đại lục thì lại cho rằng Đài Loan đang mơ mộng hão huyền vì sự kiên cố của đập Tam Hiệp vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Với chiều cao 185m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 510.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông. Điều này có nghĩa là đập Tam Hiệp chịu sức ép của nước, chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập. Hình dạng mặt đập của đập Tam Hiệp là hình thang. Bề dày của đập ở trên cùng là 15m, bề dày phần đáy là 124m. Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải là bức tường chắn nước, mà chính xác hơn, nó là một ngọn núi. Với thiết kế kiểu này, ngay cả khi phần đỉnh đập bị phá hủy thì thân đập chính là con đập vẫn sẽ không sụp đổ và tiếp tục chắn nước, đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là điều gần như không tưởng. Đập trọng lực thì có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là tương đối an toàn, độ bền, khả năng chống rò rỉ nước rất tốt và động đất cũng rất tốt. Thứ hai là thiết kế đơn giản, dễ xây dựng. Thứ ba là dễ dàng bố trí các ống xả nước bên trong thân đập để vận hành máy phát điện. Trong quá trình thiết kế xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng thực hiện nhiều vụ nổ mìn mô phỏng để đánh giá về khả năng chống chịu của đập. Kết luận đưa ra, đập Tam Hiệp không thể bị phá vỡ bằng vũ khí nổ thông thường, kể cả khi bị tên lửa bắn trúng. Chàng Bồ Trinh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng, đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao cho thấy bom, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đầu đạn thường không thể phá hủy được đập Tam Hiệp. Tấn công tên lửa loại thường với con đập này hình như muỗi đốt inox. Tuy nhiên, theo đánh giá, đập Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 túi thuốc nổ TNT. Trong trường hợp con đập bị phá hủy thì 39,3 tỷ mét khối nước trữ ở lòng hồ sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của từ 400 đến 600 triệu người và hậu quả sẽ là vô cùng thảm khốc. Trọng tâm khi nghiên cứu về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp là con đập này sẽ xoay sở ra sao trước mối đe dọa tấn công hạt nhân quy mô lớn. Trước hết, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km, vì vậy hệ thống phòng thủ của Trung Quốc là yếu tố quan trọng, đảm bảo sự an toàn của con đập. Thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn.
tốc độ nước của hồ chứa đập Tam Hiệp được đánh giá là nhanh hàng đầu so với những hồ chứa nước quy mô lớn ở Trung Quốc. Chiến tranh hiện đại ngày nay không thể dễ diễn ra trong nháy mắt, vì vậy đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian để xả nước và tránh thiệt hại do vỡ đập. Công suất xả lũ tối đa của đập Tam Hiệp là khoảng 110.000 mét khối mỗi giây. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hạ lưu, đập Tam Hiệp chỉ có thể xả lượng nước khoảng 50.000 mét khối mỗi giây. Điều này đồng nghĩa với việc con đập này có thể xả khoảng 4,3 tỷ mét khối nước mỗi ngày. Tuy nhiên, thì những giả thuyết nêu trên chỉ xảy ra khi mà những lực lượng muốn tấn công đập Tam Hiệp có đủ khả năng tấn công được vào con đập. Lý do là bởi vì với vị trí trọng yếu hàng đầu của đập Tam Hiệp, chính phủ Trung Quốc đã bố trí một lực lượng quân sự dày đặc và hùng mạnh, có nhiệm vụ bảo vệ con đập 24/24. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã bố trí ở đây nhiều tiểu đoàn bộ binh và cơ giới tinh nhuệ nhất. Ở ngoại vi, họ thiết lập hai phòng tuyến radar tên lửa đánh chặn trong phạm vi là 20 km tới 70 km. Trong đó, nhiều loại radar hiện đại nhất hiện nay như BRC-18, IRC-6 và BRC-15S có khả năng phát hiện ra mọi loại vật thể bay trong phạm vi trước khi kịp tác động từ con đập. Ngay khi nó đã phát hiện mục tiêu, trận địa pháo cao xạ và tên lửa đất đối không HQ-9, trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp sẽ tham chiến. HQ-9 có khả năng chống lại mọi loại tên lửa hành trình cũng như các loại tên lửa tối tân nhất hiện nay. Các trận địa tên lửa HQ-9, HQ-10 và HQ-6 với số lượng tên lửa tới hàng vạn tên lửa sẽ trở thành các lực lượng đánh chặn đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp trước mọi loại vũ khí tấn công từ xa, đó là về phòng không. Còn về không quân, Trung Quốc cũng bố trí hai phi đội tiêm kích hùng mạnh nhất tại Trung Khánh và Côn Minh, tạo thành chiếc ô bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp, trong đó có nhiều chiến đấu cơ hiện đại nhất như J-11AP, Su-27 và tiêm kích J-10 sẵn sàng xuất kích khi nhận lệnh. Bên cạnh các lực lượng cơ giới cực mạnh, quân giải phóng Trung Quốc cũng còn bố trí nhiều các trung đoàn bộ binh thuộc hàng tinh nhuệ nhất, túc trực 24/24 giờ để bảo vệ con đập này. Nơi đây được xem là vị trí có mật độ bố trí lực lượng dày nhất trên cả nước. Chính vì vậy, mọi người Trung Quốc tự tin rằng có thể giảm tỷ lệ tấn công bởi các tác nhân nhân tạo gần như tối đa. Ngoài ra, trong tình trạng chiến tranh, việc phá hủy các hồ chứa nước đe dọa tới tính mạng của thường dân là điều nghiêm cấm theo luật pháp quốc tế. Các tác nhân tự nhiên và thảm kịch nào xảy ra khi vỡ đập, người Trung Quốc có thể tự tin rằng con đập an toàn như tuyệt đối trước các tác nhân tấn công từ nhân tạo. Nhưng không có bất cứ ai dám khẳng định 100% con đập sẽ an toàn trước những thảm họa thiên nhiên. Song song với việc trở thành ngọn hải đăng trong ngành xây dựng và năng lượng của Trung Quốc, thì bản thân đập Tam Hiệp lại chính là con dao hai lưỡi, là tử huyệt của quốc gia này. Khi mà nếu thảm họa vỡ đập xảy ra, thì sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, sự thực đó chính là đập Tam Hiệp đang tác động tới sự thay đổi của khí hậu, địa chất nơi đây. Về địa chất, việc có một con đập khổng lồ ngăn dòng nước ở thượng nguồn sẽ làm tăng lượng trầm tích lắng đọng tại lòng hồ, khiến cho nguy cơ lũ hình thành tại thượng nguồn nhiều hơn. Phù sa bị lắng lại ở thượng nguồn thì hạ lưu lại bị tăng nguy cơ xói mòn, lũ quét. Chưa kể việc lưu lượng dòng chảy của sông Dương Tử tại khu vực này đã thay đổi, đã tác động không nhỏ tới khí hậu, thay đổi cả nhiệt độ của khu vực này. Từ đó lũ lụt, hạn hán hay mưa lớn diễn ra thường xuyên hơn và khó đoán định hơn. Kết quả chúng ta có thể nhìn thấy là trận mưa lũ lịch sử trong suốt hơn một tháng, tháng 5 năm 2021 và cả năm 2022 ở khu vực này. Thế nhưng đó mới chỉ là những tác động nhẹ nhất mà đập Tam Hiệp gây ra. Nguy cơ kinh khủng nhất tới từ động đất, nỗi kinh hoàng mà chính phủ Trung Quốc không bao giờ mong muốn đã xảy ra. Việc ngăn dòng chảy của sông Dương Tử tạo thành hồ chứa tới khối lượng tối đa là 42 tỷ tấn nước. Con số này lớn tới mức nó có thể làm thay đổi moment quay quán tính của trái đất và có thể khiến ngày dài hơn 0,6 micro giây. Mặc dù con số này là rất nhỏ, nhưng những tác động hiện hữu với khu vực của con đập thì lại vô cùng lớn. Mặc dù những vũ khí thì không thể phá hủy phần thân con đập, nhưng động đất thì có thể làm được điều đó. Từ phía dưới lòng đất cũng có thể tạo ra những cơn sóng thần cao hàng chục mét với sức công phá khủng khiếp. Nếu như thảm họa vỡ đập xảy ra, thì khối lượng nước hàng chục tấn sẽ đổ xuống hạ lưu. Khoảng 39,3 tỷ mét khối nước sẽ lập tức đổ xuống, vùng Nghi Xương, Hồ Bắc sẽ bị xóa sổ đầu tiên với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Hàng trăm triệu người dân ở các thành phố lớn cũng sẽ bị cuốn ra biển. 1/3 diện tích Trung Hoa bao gồm khu vực thịnh vượng nhất của Trung Quốc, trong đó có những thành phố lớn như Vũ Hán, Thượng Hải, Nam Ninh sẽ bị chìm trong nước lũ.
rất nhiều những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử của Trung Quốc từng hãnh diện với quốc tế sẽ bị phá hủy trong dòng nước lũ. Ngoài ra, các đô thị nhỏ, các vùng nông thôn cũng đều bị chìm ngập trong nước lũ từ 5 đến 10 mét. Khu vực này cũng là nơi tập trung của rất nhiều các nhà máy công nghiệp, khu sản xuất mỹ nghệ, vận tải hàng hóa trọng yếu của Trung Quốc. Nếu thảm họa xảy ra, tất cả sẽ bị tàn phá nặng nề, mất nguồn cung cấp điện khổng lồ. Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh thiếu điện, ảnh hưởng bắt đầu lan ra các vùng khác của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp với sản lượng điện lên tới hơn 100 tỷ kWh là nguồn cung điện chính cho tổng cộng là 10 trên tổng số 22 tỉnh thành của Trung Quốc. Không có điện, gần như toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp vận tải của khu vực này sẽ bị đình trệ. Nền kinh tế của Trung Quốc có khả năng thiệt hại cực kỳ nặng nề, dẫn tới khủng hoảng dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp và ô nhiễm môi trường sẽ là những thứ mà Trung Quốc phải đối mặt khi đã giải quyết xong vấn đề và ngập lụt. Viễn cảnh đáng sợ nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn và ngay sau đây sẽ là nội dung chính. Lũ lụt đang càn quét các tỉnh miền Nam Trung Quốc được đánh giá là khốc liệt nhất trong 80 năm qua của nước này, và đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hay sông Trường Giang đang chịu một áp lực nước cực lớn, đặc biệt sau khi xuất hiện những hiện tượng đáng lo ngại liên quan đến chất lượng của công trình. Mùa mưa lũ chưa từng có trong 82 năm. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào mùa mưa lũ hàng năm. Tuy nhiên, trong năm nay, lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã diễn ra với một mức độ khốc liệt chưa từng thấy. Kể từ năm 1940, đập Tam Hiệp vắt ngang sông Dương Tử nằm ở phía tây thành phố Nghi Sương thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Công trình khởi công năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006, trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới với những thông số thực sự gây ấn tượng như dài 2.335m, cao 185m, cấu thành từ 28 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn, cho phép tàu hàng tải trọng lớn di chuyển qua một khoảng cách khổng lồ là 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Khu vực sông Dương Tử đoạn trải qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp hiện đang trải qua đợt lũ lụt, được đánh giá là lớn nhất trong 80 năm qua. Cơ quan Thủy văn thành phố hai ngày trước đã phát đi cảnh báo lũ ở mức cao nhất và tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 40.000 người dân. Trạm quan trắc Thủy văn Trùng Khánh lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng Hòa đã phát lệnh báo động đỏ trên sông Kỳ Giang, một nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử. Chỉ trong vòng 8 giờ sau đó, dòng nước đục ngầu đã cuồn cuộn trên các đường phố Trùng Khánh, nhấn chìm nhiều trạm xăng, cột đèn, buồng điện thoại công cộng trong thành phố. Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp vào trung tuần tháng này đã đạt mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ, trong khi lưu lượng nước tăng lên 26.500 mét khối một giây. Các trận mưa lũ cho đến nay cũng đã gây ngập cục bộ tại 24 tỉnh thành ở miền Nam nước này. Trên mạng xã hội trong những ngày qua xuất hiện nhiều video clip ghi lại cảnh nước dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố và làng mạc ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, tính đến ngày hôm qua đã có gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó thì có 255.000 người đã phải sơ tán, tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu là 3,4 tỷ đô la Mỹ và 861.000 hecta đất nông nghiệp bị thiệt hại tại 26 địa phương và tỉnh thành. Tin tức bão lũ từ các địa phương cũng hỗn loạn như tình hình thời tiết. Một số cơ quan thông tin bị mất liên lạc do mưa lũ, do nhiều phương tiện hành nghề của họ bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, mưa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đã gây ra nhiều lo ngại cho sự an toàn của đập Tam Hiệp. Và đây có lẽ được coi là thử thách lớn nhất cho công trình được coi là biểu tượng này của Trung Quốc kể từ khi nó được khánh thành vào năm 2003. Trước đó, vào năm 2019, một ảnh chụp từ vệ tinh của Google Maps dường như cho thấy hình ảnh đập Tam Hiệp có nhiều đoạn bị biến dạng, làm dấy lên những tin đồn về sự an toàn của đập. Đằng sau lời cảnh báo của chuyên gia Thủy Văn về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, mạng China Focus, tiêu điểm Trung Quốc đóng trụ sở tại Mỹ, và mạng Shanghai.com mới đây ước tính nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến 400 triệu người sinh sống ở phía dưới đập, bao gồm những người đang sinh sống tại các thành phố như là Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Wang Weilu, chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa, khi trả lời phỏng vấn đài radio Far International mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nhìn lại những tác hại mà đập Tam Hiệp gây ra.
Đập Tam Hiệp đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân Trung Quốc, mà chủ yếu trong đó lượng điện năng quý giá cho nền kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tiêu cực đã đi theo cùng với dự án này, từ lúc mà nó mới là ý tưởng cho đến khi đã trở thành hiện tượng như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức sông ngòi quốc tế gọi Đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, còn Ngân hàng Thế giới cũng từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Vào giai đoạn dự án đang còn được thảo luận, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài đã kêu gọi thay vào đó nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang mà vẫn kiểm soát được lũ và phát điện có hiệu quả trong khi gặp nguy cơ ít hơn. Tuy nhiên, khi lời khuyên này đã không được lắng nghe do gặp phải quá nhiều vấn đề, dự án đã bị trì hoãn tới gần 40 năm. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội Trung Quốc thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu phản đối hoặc không tham gia bỏ phiếu, một điều rất ít thấy trên chiến trường Trung Quốc. Đáng chú ý, tại buổi lễ động thổ công trình năm 1994, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không thấy xuất hiện cùng với Thủ tướng Lý Bằng. Nhưng dù sao, dự án vẫn được triển khai, cho dù trong suốt quá trình xây dựng đã xảy ra không ít bê bối liên quan đến tham nhũng, chất lượng công trình. Những vấn đề mà Đập Tam Hiệp gây ra cho đến nay gồm có: làm gia tăng lượng trầm tích lắng đọng ở lòng sông phía trên thượng nguồn và trong hồ chứa nước Tam Hiệp. Lượng trầm tích gia tăng mạnh là một trong những thảm họa chính của Đập Tam Hiệp. Sau khi Đập Tam Hiệp được xây dựng và mực nước ở phía trên con đập tăng lên, lưu lượng dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn so với trước đây và do vậy cát và đá không thể dồn xuống phía dưới theo với dòng chảy. Và do đó, chúng được bồi tụ lại ở lòng sông phía trên và tại hồ chứa nước. Cùng với thời gian thì lòng sông phía trên đập sẽ ngày càng cao dần lên. Điều này làm việc gây ngập lụt sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Nguy cơ đe dọa đối với hai bên bờ sông ở hạ nguồn và toàn bộ lưu vực thung lũng sông Dương Tử. Do trầm tích lắng đọng ở vùng thượng lưu nên dòng nước trở nên trong hơn do không còn phù sa, và việc này làm xói mòn hai bên bờ sông hoàn lưu một cách dễ dàng hơn. Điều này dễ dẫn đến bên bờ sông dễ bị sạt lở hơn, tạo ra nguy cơ lớn hơn cho dân chúng và cho đất đai, đặc biệt là khi xảy ra lụt lội. Ngoài ra thì có ít trầm tích hơn làm cho đất đai của lưu vực cửa sông Dương Tử co hẹp lại và nước biển sẽ chảy ngược vào bờ gây xói mòn. Trong quá khứ thì thành phố Thượng Hải nằm trong lưu vực cửa sông Dương Tử, được bồi đắp rộng ra về phía biển trung bình mỗi năm 40m. Còn hiện nay thì thành phố đang đứng trước mối đe dọa bị chính đại dương lấn chiếm ngược trở lại. Nhiều loài động vật thủy sinh bị đe dọa do con đập này mà các loài cá không thể vượt qua đập Tam Hiệp và tiến hành di cư theo mùa như trước đây. Do vậy, tập tính, lối sống và đặc tính di truyền của chúng đã thay đổi. Đồng thời, khu vực chứa là nơi sinh sản của một số loài cá và nó bị hủy hoại cùng với việc xây đập. Một số loài động vật dưới nước quý hiếm đang sinh sống ở sông Dương Tử hiện có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo Baji Dương Tử và cá tầm của Trung Quốc chẳng hạn. Các hiện tượng lở đất, dòng rác thải và động đất xảy ra thường xuyên hơn. Các điểm có thể xảy ra thảm họa cũng tăng lên tới thêm 4.000 địa điểm, mới làm thay đổi khí hậu lưu vực sông Dương Tử. Với việc xây đập Tam Hiệp, vùng nước bao phủ vùng thượng lưu đã mở rộng ra rất nhiều. Trái lại, diện tích các hồ và vùng đất ngập nước dưới hạ lưu giảm đi. Khi lượng nước tăng lên sẽ có nhiều nước bay hơi hơn. Tương tự như vậy, nước ít đi thì lượng bay hơi cũng giảm xuống. Sự thay đổi này đã tác động đến khí hậu vĩ mô của lĩnh vực sông Dương Tử. Kết quả là các điều kiện dẫn đến hạn hán, lụt lội và nhiệt độ dọc sông Dương Tử đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Rất nhiều di tích văn hóa và địa điểm lịch sử bị chìm dưới làn nước. Để xây đập Tam Hiệp, một số rất lớn địa điểm lịch sử với nhiều di tích văn hóa đã chìm hoàn toàn hay một phần dưới làn nước, bao gồm trên 60 địa điểm thuộc thời đại đồ đá cũ, trên 80 địa điểm thuộc thời đại đồ đá mới và hơn 470 địa điểm lịch sử từ triều đại nhà Hán, năm 202 trước công nguyên cho đến 220 sau công nguyên, đến triều đại nhà Minh, năm 1368 cho đến năm 1644 sau công nguyên, và nhà Thanh năm 1644 đến năm 1911 sau công nguyên. Làm bệnh sán máng lan sang phía Tây. Sán máng là một loại bệnh do ký sinh trùng gây ra tác hại nghiêm trọng do con người, làm hỏng gan, lá lách, đường tiêu hóa và thực quản. Trước đây, bệnh sán máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Dương Tử do vật chủ trung gian là loài ốc sông mang mầm bệnh sán máng không thể sống được trong dòng nước chảy xiết. Giờ đây, khi nước ở hồ chứa Tam Hiệp hoàn toàn tĩnh lặng và chảy lờ đờ, điều này tạo điều kiện sống thích hợp cho loài ốc sông. Và bệnh sán máng do vậy đã lan rộng sang phía tây khu vực Tam Hiệp, tỉnh Trùng Khánh và Tứ Xuyên.
phải di cư một lượng lớn dân cư đến 1,2 triệu người. Phải di cư dân đúng là một trong những vấn đề gây tác hại nghiêm trọng nhất của dự án đập Tam Hiệp. Điều gì xảy ra nếu đập Tam Hiệp bị vỡ? Nếu đập Tam Hiệp bị sụp đổ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối nước của hồ chứa sẽ được giải phóng trong một thời gian cực ngắn. Bờ sông nằm dưới đập Tam Hiệp và thị trấn San Thị sẽ hứng chịu tác động trực tiếp từ dòng nước khổng lồ, với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Hồ chứa nước của dự án đập Địa Châu sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Khu vực nằm phía dưới tuyến đường sắt của thành phố Nghi Sương sẽ bị ngập nặng. Bờ kè của thị trấn Trị Không, các địa phương nằm ở vùng thượng và hạ lưu thị trấn Địa Châu và thị trấn Tịnh Giang sẽ chìm dưới làn nước. Dân chúng ở Nghi Dương sẽ hầu như không còn cơ hội sống sót sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, do đỉnh lũ sẽ tràn vào Nghi Sương chỉ trong thời gian khoảng nửa giờ đồng hồ sau khi đập bị vỡ. Chỉ tính riêng tại thành phố Nghi Sương sẽ có 500.000 người thiệt mạng. Hãy thử xem xét một mô hình mô phỏng khác trong trường hợp đập Tam Hiệp bị vỡ dựa trên những số liệu được rút ra trong những điều kiện bất lợi nhất chứ không phải là thuận lợi nhất. Dung tích của hồ chứa đập Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối nước. Trong trường hợp có dấu hiệu chiến tranh xảy ra, hồ chứa sẽ cho tháo nước trong vòng 7 ngày xuống mức an toàn, khi đó sẽ chỉ còn 10 tỷ mét khối nước trong hồ chứa. Lưu lượng nước tự nhiên trong trường hợp là bị vỡ sẽ là 60.000 mét khối trên giây, và khối lượng cực đại của đỉnh lũ trong trường hợp bị vỡ sẽ đạt 2,37 triệu mét khối trên giây. Lưu lượng nước lũ lớn nhất đo được cho đến nay trên sông Dương Tử là 110.000 m khối trên giây vào năm 1870, lớn thứ 3 thế giới. Lưu lượng lũ cực đại của sông Lena của Nga là 189.000 m khối trên giây năm 1967. Lưu lượng lũ cực đại của sông Amazon của Brazil là 370.000 m khối trên giây vào năm 1953. Và lưu lượng nước của đập Tam Hiệp khi bị vỡ sẽ là 2,37 triệu mét khối trên giây. Và như vậy, không cần phải nói đến cấp độ tàn phá của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Nói một cách đơn giản, đây sẽ là một sự tàn phá không thể ngăn cản được đối với vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử. Với mức độ lớn gấp 10 lần những gì mà lũ lụt đã tàn phá khu vực này trong suốt 98 năm vừa qua, bức tường khổng lồ sẽ ập tới và chỉ trong vòng 10 giờ và tới Nam Ninh trong vòng 1 ngày. Hàng nghìn mét khối nước sẽ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà và không thể hình dung dân chúng sẽ trốn chạy khỏi nước lũ như thế nào. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc, thì với nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, tin mới xin tiếp tục gửi đến quý vị khán giả bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất. Đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay là thông tin về diễn biến đợt lũ thứ 3 đang xảy ra ở nước này. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Đập Tam Hiệp hứng đợt lũ thứ 3, 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp. Lở đất chặn sông ở Trung Quốc khiến khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy hiểm. Trung Quốc dự báo thêm mưa lớn, nước sâu nhanh ở hồ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần. Thưa quý vị và các bạn, sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở thượng nguồn vào chiều ngày thứ 2 vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Theo đài CCTN, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 m3 mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 m3 mỗi giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể từ tối ngày thứ Bảy đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm. Chính quyền địa phương vào sáng ngày Chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ hai lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày Chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ hai, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy.
những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy vừa qua. Theo Ủy ban Cứu trợ và Giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy cho hay, 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và Hồ Sao Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạng Phụ và Vu Hồ. Vào ngày Chủ nhật, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước ở Hồ Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà ở An Huy được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày thứ Hai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm ngày thứ Bảy đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày thứ Bảy, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp thì một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đất đá đã tạo thành một hồ nước trên sông Yankang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Liu Jing, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Trước đó, vào ngày thứ Ba, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra ở làng Mai He, khu tự trị Asituya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10 triệu mét khối đất đá đổ sụp xuống sông Thanh Giang. Một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng. Vào tối ngày Chủ nhật vừa qua, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực lên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên tới 180mm. Trung tâm cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc từ các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam cho đến Cam Túc cách đó 1.000 km về phía Bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng qua với mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tại Hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn nằm giữa hai tỉnh ven biển giàu có là Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, bộ này cũng cho hay mực nước tại các sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái Hồ đã giữ ở mức cao trong thời gian dài và đang có áp lực ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng thủ lũ lụt. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ ở lưu vực sông cũng đưa ra cảnh báo về mực nước dâng nhanh chóng ở thượng nguồn và tại hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng này, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phải chịu những cơn mưa liên tục trong những tuần vừa qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục dâng cao. Giới phân tích từ nhiều chuyên gia giả thuyết, nếu vỡ đập Tam Hiệp sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, được so sánh như là thảm họa của sóng thần. Vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp thừa nhận rằng,
một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào 3 ngày trước đó, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ là rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt tính đến tuần qua, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sụp đổ. Tuy nhiên, theo ông Michael Ashlin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford của Mỹ, thì tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí là 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người đã phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chảy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm vào chiều ngày Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Asulin viết trên tờ National Review nhận định rằng, đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl, một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu. Có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói, vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Ashlin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Đáng chú ý là thông tin về đỉnh lũ số 3 trên sông Trường Giang. Tiếp tục là thách thức đe dọa sự an toàn của đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính sau đây. Đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang cận kề, đập Tam Hiệp căng mình ứng phó. Kinh hoàng đoạn mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp, NASA tiết lộ ảnh vệ tinh hiếm chụp khoảnh khắc đập Tam Hiệp xả lũ. Đập Tam Hiệp không cứu nổi Trung Quốc nếu đại hồng thủy tái hiện, giải pháp là gì? Theo thông tin từ các nhà chức trách Trung Quốc cho hay, đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang đã cận kề. Đập Tam Hiệp là một trong số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó. Thời báo Hàn Cầu đưa tin, với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng 8. Để tính ra thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử, Hai Trường Giang và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cảnh báo lên cấp 2 ở khu vực Tĩnh Gia chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,02m tính đến 9 giờ sáng ngày thứ 6, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800m3 mỗi giây, tăng 2.500m3 mỗi giây so với 18 giờ ngày thứ 5 tuần vừa qua. Trung tuần kiểm soát lũ lụt và hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Trường Giang cùng với 5 hồ và sông cỡ vừa trong tỉnh. Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào một tuần trước đó, vừa đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối ngày thứ năm vừa qua. Các chuyên gia giải thích rằng do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không đạt cực đại ở Vũ Hán. Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người thiệt mạng hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, một đoạn video mô phỏng hậu quả thảm khốc khi đập Tam Hiệp vỡ gây ra trận lũ kinh hoàng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Trung Quốc. Mới đây, tờ Taiwan News đã đăng tải một đoạn video gây tranh cãi có nguồn gốc từ trang tin tài chính Trung Quốc Kangjin Leyan.
đoạn video đã mô phỏng tình huống sẽ xảy ra khi đập tam hiệp vỡ và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng. Các thông số như tốc độ chảy của nước, chiều cao nước lũ và các địa điểm chịu thiệt hại cũng được ghi lại trong đoạn mô phỏng. Các tác giả của video nhấn mạnh rằng đây chỉ là mô phỏng dựa trên các ước tính và không phản ánh tình hình ngoài đời thật. Đập Tam Hiệp trong video cao 181m so với mực nước biển, dài 2,3 km. Mực nước trong hồ chứa cao 175m với khả năng chứa 39,3 tỷ mét khối nước. Ở đoạn đầu mô phỏng, đập Tam Hiệp được giả định là sẽ vỡ dưới áp lực nước khổng lồ. Ngay sau đó, một bức tường cao 100m được giải phóng với sức mạnh kinh hoàng. Vì hai bên sông Dương Tử đều bị chắn bởi núi cao, nước lũ không thể cháy lan ra các vùng khác. Vào thời điểm này, lũ sẽ có tốc độ hơn 100 km/h. Đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Xương ở Hạ Lưu chỉ tầm 50 km. Do đó, chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ, đập Cát Châu Bá cũng sẽ bị nước lũ hút vỡ và thành phố Nghi Xương sẽ không còn tồn tại. Mô phỏng cho thấy nước lũ cao 20m sẽ đổ bộ Nghi Xương với tốc độ 70 km/h và nhấn chìm thành phố này dưới 10m. Nước sau khi tràn qua Nghi Xương, lũ sẽ tiếp tục đi xuôi dòng Dương Tử, nhấn chìm các thị trấn xung quanh với tốc độ ít nhất là 60 km/h. Độ cao của lũ giảm dần xuống còn 15-20m. Sau khi tấn công thành phố Nghi Đô, lũ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng tới hàng loạt khu vực xung quanh. Khi nước lũ tràn tới đồng bằng, độ cao giảm xuống khoảng 8m và tốc độ là 25 km/h. Tuy nhiên, dòng nước ở dòng chính sông Dương Tử vẫn duy trì vận tốc 35 km/h. Sau khi lũ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, một phần nước sẽ tách ra khỏi dòng chính và tiến thẳng về Vũ Hán chỉ trong vòng 5 giờ. Sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ tới thành phố Nhạc Dương, cách đập 350 km về phía Hạ Lưu, mô phỏng dự đoán Nhạc Dương sẽ chìm trong 5m nước. Tuy nhiên, Hồ Động Đình ở ngay gần đó có thể đóng vai trò một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ nếu đập không vỡ vào mùa mưa. Tiếp theo, nước lũ tiến về phía đông và tiếp cận thành phố Hồng Hồ, cách đập 700 km. Theo dự đoán, thành phố Vũ Hán sẽ thiệt hại cực kỳ nặng nề. Mô phỏng cho rằng một số vùng ở nơi cao sẽ thoát khỏi nước lũ, nhưng đa phần các vùng khác dễ chìm trong 5m nước. NASA mới đây đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã xả lũ vào hồi tháng trước. Từ khi đợt gió mùa ở châu Á bắt đầu ngày đầu tháng, mưa lớn đã đổ bộ Trung Quốc đẩy mực nước ở các hồ, sông lên ngưỡng kỷ lục. Đặc biệt, lụt lội ở hạ lưu sông Dương Tử đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Sông Dương Tử là sông dài nhất của châu Á, trải dài 6.300 km, xuyên suốt Trung Quốc cùng với hệ thống phụ lưu và hồ. Hệ thống sông đã có nhiều thay đổi khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình nhằm khai thác thủy điện, trữ nước để sử dụng tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt. Hiện tại có hàng chục nghìn hồ chứa nước và vô số con đập ở dọc sông Dương Tử. Trong mùa hè năm nay, nước lũ đã được giữ lại bởi 2.297 hồ chứa trong vùng, bao gồm hồ chứa sau đập Tam Hiệp. Trong nỗ lực điều tiết dòng chảy của nước lũ, đơn vị vận hành đập có thể xả lũ thông qua các cổng xả tràn. Hoạt động xả lũ này có thể được thấy qua những bức ảnh vệ tinh được NASA cung cấp. Các bức hình đã được xử lý màu sắc lại để nhìn rõ các dòng nước lũ hơn. Khi dòng chảy trôi xuống các cửa xả, dòng chảy sẽ có màu trắng ở trên ảnh. Các hình ảnh vệ tinh được chụp khi các con đập đối phó với đợt lũ lớn đầu tiên. Đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai được truyền thông Trung Quốc gọi là trận lũ số 2 đã tấn công khu vực vào tháng này. Theo tập đoàn Tam Hiệp, mực nước trong đập đã đạt mức kỷ lục 164,18m vào ngày Chủ nhật. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận là 163,11m vào năm 2012. Đập này được thiết kế để chứa lượng nước với độ cao 175m. Trước khi Trung Quốc đón nhận mưa lớn phá kỷ lục nhiều năm liền vào tháng vừa qua, thì Bộ Thủy lợi của nước này đã tổ chức huấn luyện phòng chống lũ trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Đợt huấn luyện vừa qua lấy bối cảnh hồng thủy lũ lớn năm 1954 trên sông Dương Tử, bao gồm các hoạt động điều tiết hệ thống hồ chứa, vận hành đê điều, vận dụng các vùng phân tán nước lũ ở trung và hạ lưu. Mục đích của chương trình là phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của nhóm hồ chứa ở thượng nguồn sông với đập Tam Hiệp, làm trọng tâm phối hợp với các công trình liên quan nhằm giảm thiểu tổn thất do nạn lụt. Hệ thống phòng chống lũ trên sông Trường Giang đã liên tục được gia cố kể từ sau Đại Hồng Thủy mang tính lịch sử vào năm 1998. Bên cạnh dự án Tam Hiệp được hoàn thiện và đưa vào sử dụng toàn diện từ năm 2006,
trong bản phương hướng sách lược phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai ở Trường Giang trong thời kỳ mới, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngụy Xuân Trung cho biết, hiện các địa phương ở lưu vực sông này có hệ thống đê điều dài khoảng 34.000 km, ở trung và hạ lưu sông có 42 vùng phân tán, cho phép hấp thụ dung tích nước lũ lụt vượt mức khoảng 59 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ông Ngụy chỉ ra bất chấp năng lực chống lũ đã nâng cao, khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Lượng xả nước an toàn của lòng sông ở trung và hạ lưu Trường Giang so với đỉnh lũ vẫn còn chênh lệch lớn. Đập Tam Hiệp có dung tích ngăn lũ lên đến 22,15 tỷ mét khối, nhưng nếu so với lượng nước lũ vượt mức ở trung và hạ lưu Trường Giang thì dung tích này chỉ là muối bỏ bể. Ông Ngụy cho biết, nếu gặp phải nạn lũ như năm 1954, hệ thống hiện nay của Trung Quốc sẽ còn phải xử lý một lượng nước lũ vào khoảng 34 cho đến 40 tỷ mét khối từ dòng chính sông ở trung và hạ lưu. Ngoài ra, khả năng chống lũ của các hồ và sông nhánh của sông Trường Giang không cao. Ông Ngụy Trung Sơn nêu, đặc biệt là đầu tư và đê điều ít, phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn. Sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang vận hành, việc xả lũ xuống đã dẫn đến xói mòn về dài hạn ở trung và hạ lưu sông, gây sạt lở ở một số đoạn sông, tạo thành rủi ro cho an ninh đê điều và dòng nước. Tổng công trình sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trọng Chí Dư nêu ra vấn đề chủ yếu tồn tại trong công tác ngăn lũ ở Trường Giang hiện nay, gồm thiếu hụt quy hoạch mới dẫn dắt, xây dựng và quản lý tốt các vùng phân tán lũ. Tình trạng sạt lở bờ sông ở dòng chính Trường Giang gia tăng là về vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân và ở các khu bờ sông. Ông Trọng Sĩ Dư phát biểu khi tham dự lưỡng hội kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc rằng, cùng với việc Tam Hiệp và loạt các hồ chứa để kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang lần lượt hình thành, tình hình chống lũ ở hạ nguồn sông có thay đổi sâu sắc. Ông cho rằng nhà chức trách cần phân tích một cách có hệ thống các điểm yếu kém trong lĩnh vực chống lũ ở Trường Giang, đưa ra xem xét lại các tiêu chuẩn về ngăn lũ ở lưu vực sông, tái tổ chức hệ thống chống lũ lụt và thực hiện quy cách có tính tiền trảm. Ông Trọng Sĩ Dự kiến nghị giới chức đẩy nhanh xây dựng và điều chỉnh các vùng phân tán lũ nhằm củng cố hoạt động ứng phó với tình trạng sạt lở sông, đồng thời cho ra đời cơ chế quản lý bảo vệ người dân đôi bờ. Ông Trình Hiểu Đào, cựu phó chủ nhiệm thường trực Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định, các tồn tại trong lĩnh vực chống lũ Trường Giang hiện nay không còn đơn thuần là giải pháp quản lý các vùng phân tán lũ, mà cần điều chỉnh toàn bộ luật phòng chống lũ lụt của nước này. Đạo luật được ban hành từ thập niên 1990 nhằm thích nghi với những điều kiện mới. Đập Tam Hiệp tử huyệt khiến Trung Quốc chùn chân trước Đài Loan. Đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc, mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị nổ tung không phải là mới. Gần đây, khi có căng thẳng Trung Quốc-Đài Loan thì vấn đề này lại được bàn luận xôn xao. Video này tổng hợp và trình bày những quan điểm đối lập về vấn đề tấn công đập Tam Hiệp. Ví dụ như Trung Quốc thì tuyên bố đập Tam Hiệp rất kiên cố, không thể bị phá hủy bởi tên lửa. Còn Đài Loan thì tuyên bố chỉ cần dùng 2 quả tên lửa là đi tong. Xin quý vị hãy coi hết video này rồi hãy bình luận. Theo tờ SCMP năm 2004, Lầu Năm Góc Mỹ từng gợi ý nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan có thể nhắm tới các mục tiêu quan trọng ở đại lục như đập Tam Hiệp. Đầu năm 2018, Su Yi-yun, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng chỉ cần 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế ở đại lục cho rằng Đài Loan đang mơ mộng hão huyền vì sự kiên cố của đập Tam Hiệp vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Với chiều cao 181m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Nó là con đập nước trọng lực bê tông. Điều này có nghĩa là đập Tam Hiệp chịu sức ép của nước chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập. Hình dạng mặt cắt của đập Tam Hiệp là hình thang, bề dày của thân đập ở trên cùng là 15m và bề dày ở phần đáy là 124m. Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải là bức tường chắn nước, mà chính xác hơn nó là một ngọn núi. Theo MET, trang web chuyên về thiết kế và xây dựng công trình ở Trung Quốc, với thiết kế này, ngay cả khi phần đỉnh của đập bị phá hủy, thì phần thân chính của con đập vẫn sẽ không bị sụp đổ và tiếp tục chắn nước. Đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là điều gần như không tưởng. Bởi vì trong quá trình thiết kế và xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao, cho thấy bom, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như các loại đầu đạn đều không thể phá hủy đập Tam Hiệp. Tấn công bằng loại tên lửa thường với con đập chỉ như mũi đốt voi.
Yang Boting, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng đập Tam Hiệp rất chắc chắn và có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự từ khắp nơi trên thế giới, đập Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ TNT. Trong trường hợp con đập bị phá hủy, hơn 39 tỷ mét khối nước trữ ở trong hồ chứa sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của khoảng 400 đến 600 triệu người và hậu quả là vô cùng thảm khốc. Vùng hạ lưu của đập Tam Hiệp từ cổ chí kim luôn là nơi binh gia ắt phải chiếm được. Đây cũng là nơi đồn trú quan trọng nhất đối với binh lính ở Trung Quốc. Theo dữ liệu từ năm 1988 tới năm 1989, quân đồn trú trong khu vực chiếm tới 100% sư đoàn quân nhảy dù, 28% sư đoàn bộ binh và 20% sư đoàn thiết giáp của toàn bộ quân đội Trung Quốc. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thì đội quân dự bị chiến lược của Trung Quốc sẽ bị lũ lụt nuốt chửng trước khi tham chiến, hậu quả là không thể đo lường được. Theo các chuyên gia đại lục, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km, vì vậy hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc là yếu tố quan trọng đảm bảo an nguy của con đập. Thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như đập Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn để giảm hậu quả nếu con đập thực sự bị vỡ. Theo các chuyên gia đại lục, chiến tranh hiện đại ngày nay không thể diễn ra trong nháy mắt, vì vậy đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian để xả nước. Để tránh thiệt hại do vỡ đập, dự kiến là 3-4 ngày. Ngoài ra, trong quá trình chiến tranh, việc tấn công đập Tam Hiệp là một mục tiêu dân sự bị cấm theo luật pháp quốc tế. Hay nói một cách nôm na, các chuyên gia đại lục đã đe dọa Trung Quốc có vũ khí hạt nhân. Đài Loan mà tấn công đập Tam Hiệp, một mục tiêu dân sự thì đảm bảo Đài Loan cũng không còn trên bản đồ. Ở phía ngược lại, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc quá tự tin về đập Tam Hiệp. Sau đây là các quan điểm phản bác lại lập luận của Trung Quốc về con đập tử huyệt của nước này. Đập Tam Hiệp, quả bom hẹn giờ của Trung Quốc không chỉ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào mà còn có nguy cơ bị tấn công không? Chỉ bởi các cường quốc mà cả những nước nhỏ. Ba giấc mơ hão huyền hỗ trợ dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Những người ra quyết định của dự án đập Tam Hiệp là các lãnh đạo của Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Chân và Lý Bằng đều không tin rằng có nước nào trên thế giới dám tấn công con đập Tam Hiệp. Lý do của họ đưa ra dựa trên ba lý thuyết hão huyền, đó là ba giấc mơ hoàn toàn phi thực tế. Giấc mơ thứ nhất, đập Tam Hiệp được đúc liền khối với hàng ngàn tấn bê tông và tên lửa của NATO của Đài Loan không thể phá hủy. Giấc mơ thứ hai, chiến tranh đều có dấu hiệu báo trước. Giấc mơ thứ ba, mọi người đều sợ chiến tranh cực hạn, tức là cả hai cùng vào chỗ chết. Ý ám chỉ khả năng dùng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc để đáp trả lại. Nhưng riêng Trung Quốc thì không sợ chiến tranh cực hạn, tên lửa của Đài Loan không thể phá hủy được Tam Hiệp hay sao? Đập Tam Hiệp là một đập trọng lực rất kiên cố, bom đạn không thể làm gì nó. Tất cả đều chỉ là lời giả dối. Khi Trương Ái Bình, chủ trì nghiên cứu an toàn đập Tam Hiệp đã thực hiện nhiều mô phỏng ném bom đập Thạch Bài. Kết quả cho thấy con đập Thạch Bài đã bị phá hủy hơn 1.000 mét, mà con đập Thạch Bài năm xưa hẹp hơn nhiều so với đập Tam Hiệp, hiện nay rộng hơn 2 km. Hơn nữa, những quả bom của năm 1960 không thể nào so sánh với sức mạnh hủy diệt của tên lửa ngày nay được. Cũng có câu, chưa thử làm sao biết được. Hơn nữa, cấu tạo đập Tam Hiệp không phải là liền một khối bê tông đúc mà có nhiều cơ cấu khác nhau như cơ cấu nâng thuyền, cửa cống đập hoặc đường xả lũ. Những vị trí này của đạo Tân Hiệp rất dễ bị tổn thương, có thể dễ dàng bị phá hủy bởi tên lửa. Hiệu ứng bong bóng nổ có thể xảy ra nếu một lỗ thủng được tạo ra tại các ưu điểm đó và sức mạnh khổng lồ của áp suất nước sẽ tự phá vỡ con đập. Chiến tranh có dấu hiệu báo trước, ai nói vậy? Có câu, binh bất yếm trá. Việc dùng binh không từ thủ đoạn, bất ngờ là yếu tố hàng đầu để đảm bảo thắng lợi. Và như đã nói ở trên, vũ khí thông thường cũng đủ để phá vỡ đập Tam Hiệp. Vì vậy, khi đối mặt với công nghệ tên lửa hiện đại, việc phòng thủ đập Tam Hiệp là không thể. Tiếp theo, vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đảm bảo không nước nào dám tấn công đập Tam Hiệp. Chiến tranh cực hạn là tên gọi khác của chiến tranh hạt nhân. Lý thuyết về chiến tranh cực hạn là lý thuyết chính của phái diều hâu trong quân đội Trung Quốc. Khi Trung Quốc bị tấn công, họ sẽ toàn lực sử dụng vũ khí hạt nhân để chống trả trên diện rộng, không sợ trái đất và nhân loại bị diệt.
chuyên gia Trung Quốc nêu lý thuyết cuộc chiến cực hạn để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Trung Quốc có đủ sức mạnh để tấn công Hoa Kỳ, mặc dù sức mạnh hạt nhân của siêu cường quốc thế giới Hoa Kỳ đủ để phá hủy trái đất nhiều lần, nhưng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng đủ để tiêu diệt kẻ thù một lần. Mục đích của chiến tranh là để bảo vệ mình và tiêu diệt kẻ thù. Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra thì tất nhiên cả hai đều chết, nhân loại trên trái đất cũng bị hủy diệt. Không có kẻ thắng, người bại, miễn là sức mạnh quân sự của Trung Quốc đủ mạnh, có sức mạnh để đe dọa quân sự, có sức mạnh để hủy diệt kẻ thù trong một lần, thì đập Tam Hiệp sẽ an toàn. Đó là lập luận của các chuyên gia đại lục. Cần phải nói thêm rằng, lý thuyết về chiến tranh cực hạn là cơ sở quan trọng nhất để các lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng không nước nào dám tấn công đập Tam Hiệp. Nhưng đừng quên rằng con cái, thân quyến của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và con cái của lãnh đạo các lực lượng vũ trang Trung Quốc hầu hết đang ở Hoa Kỳ. Như vậy thì họ có sử dụng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc để hủy hoại con cái của họ ở Hoa Kỳ hay không? Hai lưới trời bảo vệ đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ không dám tấn công đập Tam Hiệp và tên lửa của Đài Loan cũng không thể tấn công nổi. Đây chỉ là dối người, dối mình. Tuy là nói như vậy, nhưng Trung Quốc đã nhập tên lửa chống đạn đạo của Nga để bảo vệ Bắc Kinh, Thượng Hải và dự án đập Tam Hiệp. Trung Quốc cũng đã phát triển tên lửa chống đạn đạo Hồng Kỳ và củng cố hệ thống tên lửa chống đạn đạo. Đây là cái gọi là lưới trời thứ nhất. Lưới trời thứ hai là một hệ thống phòng không thông thường. Hai sư đoàn không quân đã được triển khai tại Nghi Sương. Khi đập các châu được xây dựng, người ta nói rằng lưới trời này cũng bao gồm nhiều loại súng phòng không và súng máy tầm cao. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm và bài học về cuộc chiến Kosovo, thì lưới trời của Belgrade được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc là vô tác dụng. Hay nói cách khác, trong một cuộc chiến tranh tổng lực, lưới trời Trung Quốc không thể chặn hết các tên lửa của Đài Loan, nổi tiếng như vòm sắt của Israel mà cũng chỉ có hiệu quả 97%. Giả sử Đài Loan bán 100 quả thì ít nhất cũng phải 3 quả rơi trúng đập Tam Hiệp. Tính khả thi và hậu quả của đập Tam Hiệp trong việc xả nước trong thời gian ngắn. Mức lưu trữ nước bình thường của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175m so với mực nước biển, với dung tích lưu trữ hơn 39 tỷ mét khối. Nếu mực nước giảm xuống 130m thì cần xả 29 tỷ mét khối. Trong tình huống bất lợi nhất, mực nước sẽ hạ từ 175m xuống 130m trong 3 ngày và tổng cộng 29 tỷ mét khối nước sẽ được trút xuống vùng hạ lưu. Khi đó, lưu lượng xả của hồ chứa đập Tam Hiệp phải cao tới 112.000 mét khối trên giây. Để tránh đòn trong chiến tranh, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ giải phóng lượng nước nhanh chóng và giảm mực nước trong thời gian ngắn nhất, nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, điều đó lại sẽ gây ra trận lụt lớn nhất trong lịch sử ở vùng hạ lưu. Điều này có tác dụng tương tự như kẻ thù ném bom phá hủy đập Tam Hiệp. Cuối cùng là không thể ngăn chặn một vụ tấn công vào đập Tam Hiệp. Các khu vực an ninh trên không tại đập Tam Hiệp cấm các hoạt động và các thiết bị bay như diều, đèn trời, tức là đèn khổng minh, khinh khí cầu, dù bay, dù lượn, máy bay cánh tam giác, máy bay không người lái, máy bay trực thăng hạng nhẹ và các loại máy bay mô hình. Đập Tam Hiệp theo Trung Quốc đại lục an toàn và vững chắc mà phải sợ cả diều. Điều này chính là sợ bóng, sợ gió. Tuy nhiên, máy bay mô hình điều khiển từ xa thật sự là mối đe dọa lớn đối với đập Tam Hiệp. Máy bay mô hình điều khiển từ xa có thể mang chất nổ để đánh chính xác vào cơ cấu nâng thuyền, cửa cống đập hoặc đường xả lũ, những vị trí dễ bị tổn thương nhất của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc chiến tranh tổng lực thì không điều gì là không thể. Tử huyệt đập Tam Hiệp của Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh chùn chân trước Đài Loan.